chào các bạn, mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là bệnh dạ dày, những mức độ bệnh, nguyên nhân gây bệnh và chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để phòng ngừa và điều trị bệnh đau dạ dày. Nếu như các bạn quan tâm, mình sẽ có 3 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất là những mức độ bệnh đau dạ dày. Phần thứ hai, nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày. Phần thứ ba, chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý để giúp ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Trước khi đi vào nội dung chính, mình cũng có đôi lời gửi tới các bạn xem video. Hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. Vậy bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng với mình. Phần đầu tiên, bệnh đau dạ dày, những mức độ bệnh. Đau dạ dày là một căn bệnh gặp phổ biến ở trong những bệnh về đường tiêu hóa. Hiện nay theo thống kê có khoảng tầm từ 15-25% số người mắc bệnh đau dạ dày ở những mức độ khác nhau. Khi bị đau dạ dày thường có những cơn đau nóng rát bỏng ở dạ dày rất khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Cơn đau dạ dày thường xuất hiện trong những trường hợp những người bị viêm loét dạ dày, viêm loét hành tá tràng dẫn tới những cơn đau. Thông thường, ở dạ dày thường viêm ở những vùng bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, ở vùng hang vị, vùng môn vị và vùng tá tràng. Đặc điểm vùng tá tràng là một bộ phận cuối của dạ dày và là phần đầu của ruột non, là nơi tiếp nhận thức ăn từ dạ dày xuống ruột non, nên nó thường xuyên tiếp xúc với axit dịch vị của dạ dày và rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị viêm. Đối với những người đã mắc bệnh đau dạ dày thì chắc chắn là các bạn đã biết những triệu chứng của đau dạ dày. Thông thường có những cơn đau tức ở vùng thượng vị dưới mỏ ác, phần bụng ở trên rốn. Cơn đau thì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhất là đối với những lúc các bạn vừa ăn no hoặc là những lúc mà bụng còn đang đói thì rất dễ xuất hiện những cơn đau. Và khi bị đau dạ dày thì thường hay kèm theo những triệu chứng buồn nôn, nôn, đầy bụng, trướng hơi, khó tiêu. Có những trường hợp thì dẫn tới hiện tượng tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Có những trường hợp khi bị đau dạ dày sẽ dẫn tới tình trạng bị đau, nhức đầu và dẫn tới tình trạng khó ngủ, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy khi mắc những triệu chứng bệnh đau dạ dày, các bạn hãy đến những cơ sở y tế để được thăm khám và được bác sĩ đưa ra chỉ định để điều trị. Biện pháp nội soi dạ dày là một trong những biện pháp tối ưu nhất để phát hiện những tình trạng bệnh sớm nhất và chính xác nhất. Đau dạ dày thường được phân làm 4 mức độ. Mức độ 1, viêm dạ dày ở mức độ nhẹ, viêm trợt, viêm xung huyết. Đây là trường hợp niêm mạc ở dạ dày bị viêm và sưng đỏ lên, những mạch máu ở những chỗ viêm giãn nở ra. Và nếu như không được chăm sóc và điều trị kịp thời thì những vết viêm này dần dần sẽ trở thành những vết trầy xước. Thông thường khi viêm ở mức độ nhẹ, viêm xung huyết thì những triệu chứng chưa rõ rệt. Người bệnh hay xuất hiện những cơn đau thoáng qua, xuất hiện những triệu chứng như là đầy bụng, trướng hơi, buồn nôn hoặc là nôn. Mức độ 2, viêm loét dạ dày nhẹ. Đây là những trường hợp vết trầy xước ở trên niêm mạc dạ dày đã bị ăn sâu hơn nhưng chưa đi qua lớp niêm mạc dạ dày, dẫn tới những cơn đau thường xuyên xảy ra hơn và tăng mức độ đau nặng hơn. Có thể đau bất cứ lúc nào như lúc đói hoặc là lúc no hoặc là lúc các bạn căng thẳng thần kinh quá mức, có triệu chứng đau nặng hơn ở mức độ 1. Mức độ 3, viêm loét dạ dày tá tràng. Đây là những trường hợp vết viêm và vết loét ở trên niêm mạc dạ dày đã phá hủy lớp cơ của dạ dày, tạo ra những vết loét dẫn tới những tình trạng đau dạ dày ở trong lúc nửa đêm, đau lúc bụng đói hoặc là bụng no. Mức độ đau nặng hơn dẫn tới những tình trạng mất ngủ, làm cho người bệnh bị nhức đầu, kèm theo những triệu chứng như là nôn, ói và số lần đau trong ngày nhiều hơn, dẫn tới tình trạng người bệnh bị giảm cân do hệ tiêu hóa bị suy yếu. Mức độ 4 là một mức độ nặng nhất. Đây là trường hợp loét sâu. Những vết loét ở dạ dày đã phát triển mạnh và phá vỡ lớp cơ của dạ dày, dẫn tới những tình trạng bị xuất huyết dạ dày, gây thủng dạ dày, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Số lần đau ngày càng nhiều hơn và mức độ đau càng nặng hơn. Vậy sau quá trình thăm khám và quá trình nội soi, bác sĩ sẽ đưa ra những chỉ định để cho các bạn sử dụng thuốc đối với từng trường hợp cụ thể khác nhau. Phần thứ hai, những nguyên nhân gây bệnh dạ dày. Thông thường có 4 nguyên nhân chính dẫn tới bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, dẫn tới đau dạ dày. Nguyên nhân thứ nhất có thể do chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa được khoa học và hợp lý. Các bạn thường xuyên uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, uống cà phê, ăn uống không đúng giờ, ăn quá no hoặc nhịn quá bữa không ăn để dạ dày trống quá lâu. Ăn nhiều những thức ăn cay nóng như tiêu, tỏi, ớt. Thức quá khuya, đó là những nguyên nhân dẫn tới dạ dày, tá tràng bị tổn thương, dẫn tới tình trạng dư axit và dịch vị ở trong dạ dày, dẫn tới hiện tượng viêm, loét dạ dày, đau dạ dày. Nguyên nhân thứ hai là do căng thẳng thần kinh, lo âu, stress kéo dài.
Lúc này đây sẽ dẫn tới tình trạng hormone ở vỏ trên thận tiết ra quá nhiều, dẫn tới tình trạng tăng tiết axit dịch vị kéo dài. Khi căng thẳng và lo âu kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng giảm lưu lượng máu tới các cơ quan ở trong hệ tiêu hóa, dẫn tới tình trạng khó tiêu, sẽ làm tích tụ axit dịch vị ở trong dạ dày quá lâu sẽ dẫn tới tình trạng niêm mạc dạ dày bị tổn thương, dẫn tới viêm loét dạ dày, gây đau dạ dày. Một nguyên nhân nữa có thể dẫn tới viêm loét dạ dày là do ô nhiễm môi trường. Trong những trường hợp môi trường không hợp vệ sinh có thể gây nhiễm khuẩn một số những loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn HP, sẽ dẫn tới niêm mạc dạ dày bị tổn thương và gây viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP. Và nguyên nhân thứ tư có thể do cơ địa dẫn tới bị viêm loét dạ dày tá tràng. Khi các bạn đã biết nguyên nhân gây bệnh, những mức độ bệnh của bản thân thì việc đầu tiên là cần phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời các bạn cần phải xây dựng một chế độ ăn uống sinh hoạt một cách khoa học và hợp lý. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, giúp ngăn ngừa, phòng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày và giảm được những cơn đau dạ dày một cách hiệu quả và đáng kể nhất cho người bệnh. Trước tiên, nói về chế độ ăn uống. Thứ nhất, các bạn cần phải ăn uống đúng giờ. Kể cả đối với những người chưa từng mắc bệnh đau dạ dày, muốn để được phòng bệnh, ngăn ngừa bệnh và những người đang bị bệnh đau dạ dày, các bạn cần phải ăn đúng giờ, đúng bữa, tuyệt đối không được bỏ bữa. Khi các bạn bỏ bữa, để dạ dày quá trống, quá đói thì sẽ dẫn tới tình trạng dạ dày co bóp quá mạnh, sẽ tăng tiết axit dịch vị và axit dịch vị nó sẽ bào mòn những niêm mạc, những lớp bao phủ ở trong niêm mạc dạ dày, sẽ dẫn tới tình trạng cọ sát ở trong niêm mạc dạ dày, dẫn tới tình trạng viêm và đau dạ dày. Đồng thời các bạn cũng không nên ăn quá no trong cùng một bữa. Khi các bạn ăn quá no thì sẽ dẫn tới tình trạng dạ dày bị kích thích và co bóp quá nhiều, dẫn tới tình trạng tăng tiết axit dịch vị, dư axit dịch vị và dẫn tới tình trạng bị viêm loét dạ dày và tá tràng. Việc thứ hai, đối với những người đang bị đau dạ dày, các bạn nên ăn thêm các bữa ăn nhỏ. Ngoài những bữa ăn chính sáng, trưa, tối, các bạn không nên ăn quá no, phải đảm bảo ăn đủ bữa, đúng bữa. Các bạn hãy nên thêm những bữa ăn phụ như là vào khoảng tầm 9 giờ sáng, 3-4 giờ chiều. Tức là cách khoảng 2 giờ các bạn thêm những bữa ăn phụ, các bạn có thể ăn thêm một ít cháo hoặc là một ít bánh mì. Nhưng tuyệt đối các bạn lưu ý không nên ăn thêm bữa vào ban đêm. Các bạn không nên ăn cơm chan với canh như là canh rau đay, canh mùng tơi, dẫn tới tình trạng các bạn ăn quá nhanh sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới sự co bóp của dạ dày và dẫn tới tình trạng bệnh càng nặng thêm. Thứ ba, một nguyên tắc ăn, chúng ta nên ăn chậm, nên nhai kỹ, kể cả đối với những người chưa từng mắc bệnh đau dạ dày, để phòng ngừa bệnh hoặc những người đang bị bệnh đau dạ dày. Trong khi chúng ta ăn chậm và nhai kỹ thì sẽ giúp cho thức ăn được nghiền kỹ hơn, đồng thời sẽ tăng tiết nước bọt và giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra một cách tốt nhất, giúp giảm gánh nặng cho dạ dày. Chú ý, các bạn cần uống nước trong một thời điểm thích hợp. Các bạn hãy nên uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy, khoảng từ 15 cho tới 20 phút. Các bạn hãy uống một ly nước ấm, lúc đó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa kích thích và hoạt động trở lại một cách trơn tru và dễ dàng nhất. Các bạn nên uống nước trước bữa ăn khoảng 1 giờ hoặc sau bữa ăn 1 giờ. Không nên uống nước giữa bữa ăn hay sau khi ăn sẽ làm cho các bạn quá no. Uống nước ngay sau khi ăn sẽ làm loãng dịch vị ở trong dạ dày, dẫn tới tình trạng bệnh sẽ gia tăng thêm. Chưa mắc bệnh thì sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh. Các bạn hạn chế ăn những đồ chiên, rán, xào, bởi vì trong những thức ăn này thường có chứa nhiều dầu mỡ dẫn tới tình trạng khó tiêu. Nên hạn chế ăn rau sống và thịt sống. Khi ăn những đồ ăn sống dễ dàng nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng, dễ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Nên ăn những đồ ăn, thức ăn nấu chín, nấu mềm. Nên sử dụng đồ ăn thức uống ấm với nhiệt độ khoảng từ 40 tới 45 độ C là phù hợp nhất. Hạn chế ăn uống những đồ ăn thức uống lạnh như là nước đá hoặc là kem. Bởi vì khi ăn những đồ ăn thức uống lạnh vào thì sẽ dẫn tới tình trạng dạ dày bị kích thích, sẽ co bóp nhiều, dẫn tới tình trạng tăng tiết axit dịch vị và làm cho nguy cơ bệnh nặng thêm. Các bạn không nên hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia đối với những trường hợp những người chưa bị mắc bệnh đau dạ dày, hạn chế ăn những đồ ăn thức uống cay nóng, tiêu, tỏi, ớt. Đối với những trường hợp những người đã mắc bệnh đau dạ dày, các bạn tuyệt đối không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không ăn những gia vị nóng, cay, tiêu, tỏi, ớt. Các bạn nên ăn những thức ăn như là bánh ngọt, bánh mì, mật ong, nghệ và những thực phẩm có tác dụng giúp bao che bảo vệ niêm mạc dạ dày, bao che những vết loét ở trong dạ dày và giúp cho vết viêm và vết loét ở trong niêm mạc dạ dày nhanh lành hơn, chóng phục hồi hơn. Các bạn nên bổ sung thêm vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, dẫn tới hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nên ăn những thực phẩm giàu tinh bột như là cơm, cháo, cơm nếp, khoai lang, khoai tây luộc chín mềm thì sẽ làm giảm cái sự co bóp của dạ dày và giảm cái tình trạng tiết axit dịch vị ở trong dạ dày,
dẫn tới bảo vệ được niêm mạc dạ dày và giảm cơn đau dạ dày. Các bạn nên ăn những loại rau như rau bắp cải, súp lơ, giá đậu, những loại rau có chứa hàm lượng vitamin K khá cao, giúp giảm tình trạng bệnh viêm loét dạ dày. Các bạn nên ăn những thực phẩm như thịt nạc, tôm, cá nạc, trứng, sữa, những loại thực phẩm giàu canxi và có chứa đầy đủ các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày hiệu quả và giảm đau dạ dày một cách đáng kể, giúp vết thương, vết loét ở trong niêm mạc dạ dày nhanh được hồi phục. Các bạn nên ăn đầy đủ các loại rau có màu xanh đậm như là rau cải xanh, rau muống, rau dền. Đây là một trong những loại rau có giàu các vitamin như là vitamin nhóm B, vitamin C. Những loại quả có màu đỏ đậm như quả gấc, quả ớt chuông. Đây là những loại quả có giàu vitamin C, vitamin nhóm B và giàu sắt, magie, kẽm. Đây là những vi chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng của cơ thể, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trên đây mình đã chia sẻ tới các bạn về bệnh đau dạ dày, mức độ bệnh, nguyên nhân gây bệnh và chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý để phòng ngừa bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này. Mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.